Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại điểm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tinh ca dùng dùng phật nam mô bổn sư dùng ca dùng ni phật vô dùng tâm tâm vi diệu dùng ba thiên và kiếm tao ngùng ngã kim kiến bâm đẳng tội trì nguyên giải nhờ đại trợ tiền tiệm yeah. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thưa quý vị hôm nay chúng ta học tiếp về um, giới bồ tát à, đến cái điều giới là không có khen mình chơi người à, thì trước khi mà chúng tôi à, trở lại đó về cái điều giới này đó chúng tôi cũng xin bàn khái quát à, về cái giới bồ tát này đối với chúng ta đôi khi à, nghĩ rằng ở à, thọ giới bồ tát chỉ à, để à, mình biết mình thọ rồi đến chùa mình tụng kinh đập y thôi, nhưng mà không có hiểu rõ thâm sâu ừ. những cái lời Phật dạy, những cái nghĩa cao thượng của việc thọ giới này đó. Ừ. Vì à, nếu mà chúng ta không có hiểu rõ đó, nên đôi khi à, rất khó lòng mà phát tâm. Ừ. À, chỉ có Phật giáo đại thừa mới cho chúng ta có con đường. À, bồ tát hạnh à, mà con đường bồ tát hạnh đó đó cái điểm xuất phát là từ cái giới bồ tát này nếu à, chúng ta không có thọ cái giới pháp này đó rất khó lòng mà đi trên con đường bồ tát đạo à, và chúng ta cũng hiểu á à, là bấy lâu nay hoặc là trong vô lượng vô số kiếp á, À, chúng ta chỉ nghĩ riêng cho mình cho bản thân mình hoặc là cho gia đình mình à, cho những người thân thương những người có duyên với mình thôi đó. À, rồi bây giờ chúng ta có cái duyên phước à, gặp Phật pháp à, và nhất là gặp à, về cái giới pháp này cái giới pháp Bồ Tát này đó rồi, là do chúng ta có nhân duyên thâm sâu với tam bảo À, chứ không phải là tự nhiên à, vì nhờ cái nhân duyên như vậy đó nên chúng ta mới biết cách mở rộng cái tâm mình ra à, à, như vì thấy đó giống cái dòng suối đó thì chỉ à, có lượng nước ít à, từ dòng suối nó chuyển ra nó chảy ra à, ngồi ra lạch à, thì dòng à, nước ngoài ngồi lạch đó thì nó nhiều hơn rồi chảy ra sông nhiều hơn chút nữa rồi chảy ra biển cả rồi đương nhiên là à, vô cùng vô tận thì tâm thức chúng ta cũng vậy mỗi chúng ta nhất là khi mà chúng ta đã từng phát tâm thọ với bồ tát hoặc là mình chuẩn bị mình phát tâm để thọ với bồ tát này đó mình xem coi cái tâm lượng mình thế nào trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy à, khi đến chùa cũng vậy và nhất là à, khi gặp duyên đối cảnh khi mà chúng ta đối đãi với người khác nếu mà chúng ta mở rộng cái tâm mình à, Hỷ xả thêm à, à, từ bi thêm à, rộng rãi thêm thì đó là chúng ta từ từ mở rộng cái tâm thức của mình à, từ một cái dòng suối hay cho đến một con lạch cho đến một con sông à, từ như là biến cả biển cả như tâm hạnh của chư Phật chư Bồ Tát chưa đựng tất cả à, nên khi mà mình à, bước lên trên con đường Bồ Tát đạo nhất là à, điểm khởi đầu chính là cái giới Bồ Tát này đó giúp chúng ta mở cái tâm mình ra đó à, thì uh, nhờ chúng ta uh, lo cho người khác uh, bên cạnh lo cho gia đình mình uh, lo cho chúng sanh um, đối với người xuất gia uh, như quý vị bắt đầu là um, phóng sanh chẳng hạn là mình cứu giúp những con vật á nhưng uh, thực tế nữa đó mình cũng nên cứu giúp những người xung quanh và những người có duyên trong cái khả năng của mình thì đó đó là mình mở rộng cái dòng tâm thức của mình quý vị thấy ở xứ mỹ tây phương này đó rất là thực tế những cái hãng xưởng lớn chừng nào công ty lớn chừng nào đó thì họ càng có nhiều customer à, thì họ càng có nhiều cái uh, sự lựa chọn cho những cái người customer đó đó uh, để họ dễ dàng mua bán vân vân uh, đó là một chuyện đời uh, chuyện trong đạo của chúng ta cũng vậy uh, nên chúng ta uh, phải chiêm nghiệm lại chính bản thân mình uh, tôi muốn nhắc lại điều này đó vì nó rất là quan trọng uh, vì nếu mà chúng ta chỉ uh, thọ giới bồ tát Trên danh nghĩa À, đắp y cho đẹp vân vân thì không có ý nghĩa gì cả à, trong cuộc sống hàng ngày làm sao mà khi gặp chuyện đối cảnh đối đãi với người khác đó chúng ta xem coi cái tâm lượng của mình nó có rộng mỏ hay không mình có nghĩ đến người khác nhiều hay không à, lo lắng cho người khác nhiều hay không à, sẵn sàng hy sinh cho người khác hay không Bên cạnh người thân của mình à, bên cạnh những người có duyên với mình À, nên ở đây đó trong cái giới pháp này đó cái giới mà tự khen mình chơi người đó à, thì chúng ta thấy đó, à, nó trái hẳn hoàn toàn với cái tâm niệm của chư bồ tát à, cái trái cái chỗ là thay vì mình mở tâm à, sẵn sàng hy sinh cho người khác à, à, đưa người khác lên à, À, để à, họ được cái sự hoan hỷ, cái sự vui vẻ, từ cái sự à, khuyến tấn à, mà họ tu tập, họ làm lành đến ác, à, à, thì ngược lại đó mình lại vui dập họ, rồi mình khen mình, mình tân mình lên, mình tân bốc cái bản ngã mình lên, rồi đó hoàn toàn trái ngược với cái tâm hạnh đó, ừ, đó là cái tâm của chúng sanh vì cái tâm như vậy đó cho nên lúc nào chúng ta cũng chịu khổ chịu đau như chúng tôi trình bày biết bao nhiêu lần vì cái sự chấp ngã cái bản ngã tôi tướng xem mình như là trung tâm của vũ trụ nên lúc nào mình cũng muốn tân bốc mình rồi chà đạp người khác dùi vập người khác đó là tâm niệm của chúng sanh tâm niệm tạo nghiệp đương nhiên đối với uh, chúng ta đó uh, chắc chắn là chúng ta không có thích gần những cái người mà thường uh, đánh bóng tô vẽ cái bản ngã của mình là nói ở tôi làm cái này tôi làm cái kia thế này thế nọ nên trong uh, uh, văn chương uh, văn tự uh, cứ để chữ đề số chung là chúng tôi thì nó hay hơn là tôi là chỉ À, cho chính mình à, cái gì cũng tân bốc chính mình thì đương nhiên nhiều người họ à, sẽ tránh xa không có muốn gần à, vì cái bản ngã quá to quá lớn trong việc làm cũng vậy trong nhà cũng vậy trong bất cứ cái mối quan hệ nào cũng, càng đưa càng tân bốc cái bản ngã mình lên thì càng khiến cho người khác um, lánh xa mình à, rồi mình lại thêm nếu có cái sự xem thường người khác muốn trà đạp người khác thì không thể nào mà có ai dám gần mình nếu như vậy đó hoàn toàn trái ngược với tâm hạnh Bồ Tát thì đương nhiên là khi tu tập á mình cũng nói rằng là đi ngược dòng à, còn để thuận dòng theo chúng sanh à, theo biết bao nhiêu người xung quanh á ai cũng chấp ngã ai cũng tân bốc mình à, ai cũng muốn chà đạp những người xung quanh mình vân vân thì đương nhiên là tạo nghiệp mình có quyền chọn lựa bây giờ mình biết mình có con đường hướng thượng hướng thượng cũng là ngược dòng đó ha xin quý vị nhớ ha không phải hướng hạ đâu. hướng hạ là theo thuận dòng dòng sông nó chảy xuống á chung phải chảy lên được thì mình đi ngược dòng hướng thượng đó thì mình phải nhớ những điều này mình phải làm ngược lại những cái gì mà chúng sanh làm À, thay vì khen mình à, à, không phải mình chà đạp mình à, thay vì chê người khác mà mình phải khen tặng khuyến khích à, những cái điểm hay à, điểm tốt của họ à, để họ phấn chấn mà tu tập để họ phấn chấn tinh thần mà họ làm những việc lành việc thiện à, thì đó mới thực sự là tâm hạnh của um, người hành hạnh bồ tát à, mình càng không phải cần thiết là mình xem thường mình hay là hạ mình mình chỉ cần giữ cái tâm khiêm cung là đủ rồi đương nhiên khi mà chúng ta hiểu á Đức Phật này không có dạy hai cái thái cực một là tân bốc mình lên Hai là trà đập mình đó cũng là cái sự À, không có đúng à, hay không có tốt à. càng tân bốc mình lên thì đương nhiên càng nhiều người đánh xa mình nhưng mình lại càng xem thường mình những là mình không có à, thấy được hay tin tưởng được những điều mình làm à, thì khó lòng mình làm chuyện thành công ừ. cho nên á nó tóm lại đó à, à, không cần thiết để làm vùi à, dập mình nhưng mà chỉ cần giữ cái tâm khiêm cung mà càng hiểu đạo chừng nào mình càng giữ tâm khiêm cung chừng đó mình càng không thấy mình chừng đó nên trong đạo có câu tu vô tu tu chứng vô chứng chứng ở chỗ đó đó tu mà không có chấp mình là tu chứng mà không có chấp mình chứng mà thực sự là chứng thì cũng vậy đó khi mình bố thí cũng dường làm phước mình làm mà không thấy mình làm mới thực sự là làm còn nếu mình làm sự mình phóng sanh mình bố thí mình cúng dường và mình được khoe, à, hôm nay à, tôi phóng sanh bao nhiêu tiền đó, bao nhiêu con chim đó, bao nhiêu à, con à, à, ếch đó vân vân, ừ, hoặc là tôi cúng dường tôi giúp người này vân vân, có chữ tôi trong đó là có sự dính mắt có sự dính mắt thì cái công đức cái phước báo mình nó giới hạn, nó giới hạn cái chỗ là sự mình khoe khoang mình nhiều quá đó. Thì đâu có ai dám làm với mình nữa đâu có ai dám giúp mình hỗ trợ mình nữa có gì nữa đó cũng à, à, có cái giới hạn ừ. còn mình làm mình chỉ biết mình làm à, nhất này làm những điều lành điều phải đó à, cũng dường bố thí bóng sanh đó thì đương nhiên là à, ai cũng mến mình ai cũng thương mình ai cũng sẵn sàng hỗ trợ cho mình đúng không Ừ, nên đây là cái tâm lý chung Rồi bên cạnh đó đó mình thấy những cái điểm tốt thấy những điểm hay của người khác mình khen tặng họ khuyến tấn họ thì nhờ đó mà họ còn làm thêm nữa nên trong phẩm phô huyền hạnh nguyện đó có cái hạnh nguyện làm tùy hỷ công đức á mình vui theo Và những cái công đức người khác mình không có nhất thiết là phải À, hỗ trợ họ bằng mặt tiền bạc mà khi chỉ cần lời nói một cái câu khen ngợi một cái câu khuyến khích thôi cũng giúp cho họ phấn chấn tinh thần mà họ làm thêm nữa đó mới thực sự là người hành hạnh bồ tát cho à, nên ở đây đó à, chúng ta thấy ha à, nếu mà không làm được như vậy mà mình lại tăng bốc mình lên Chà đạp người khác thì không có phải là cái tâm hạnh uh, Của một vị hành hạnh Bồ Tát Bước trên con đường Bồ Tát hạnh Bồ Tát đạo mà đó là tâm của Phạm Phu Tâm chúng sanh Tâm tạo nghiệp Nên ở đây Đức Phật Ngài nhấn mạnh như vậy đó ừ. uh, Rồi cộng thêm nữa đó uh, Như ngẫm tôi trình bày uh, Mình cố gắng Mỗi khi mà mình Nhường việc tốt cho người khác Thì uh, uh, À, rồi à, nhận cái phần xấu cho mình đó chính là mình à, tạo cái duyên lành tạo cái công đức phước báo cho mình đó à, đôi khi chúng ta không có hiểu rõ điều này quý vị thấy không à, chính bản thân quý vị ha, bậc làm cha làm mẹ làm ông làm bà à, mình càng à, làm lớn chừng nào ha? À, mình càng có nhiều bổn phận trách nhiệm à, như người mẹ chẳng hạn người mẹ tại sao mà con cháu thương người mẹ nhiều hơn người cha à, là vì quý vị nhớ trong kinh Vô Lan đó ha, có à, nói cái câu Phật dạy có cái câu là à, mẹ nằm phần ước nhường con phần khô ráo đó à, à, cho nên con cái mới kính trọng mới thương người mẹ người mẹ hy sinh à, cho con cái đó như vậy hoặc là có những người vợ hoặc có những người chồng hy sinh uh, cho vợ, cho chồng mình. Mà không có tính toán, không có so đo vân vân. À, cái sự hy sinh, sự nhường nhịn như vậy. Uh, nhường phần tốt, uh, nhận phần xấu cho mình như vậy. Trong một cái gia đình thôi cũng được tán tháng rồi. Đừng nói chi ha. Những vị nào mà thực sự uh, hành hành Bồ Tát đó. đó là mình có cái gì. Mình chia sẻ cho người khác. Chia sẻ những điều tốt. À, chia sẻ à, những cái gì mình biết về kiến thức về vật chất vân vân à, tùy theo cái khả năng của mình à, rồi giả sử như có những cái sự khó khăn gì mình sẵn sàng sốc vác mình sẵn sàng đứng ra mình à, lãnh trách nhiệm thay cho họ à, chịu khổ cho họ mới thật sự đúng là cái người hành hạnh bồ tát à, à, nên đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ rất là thực tế để uh, khi mà uh, mình vừa khởi cái tâm mình muốn uh, khen tặng mình hay là muốn uh, dìm người khác uh, chê người khác uh, hủy nhục người khác đó, thì mình phải dừng liền uh, đó là cái tâm phòng phu đó là tâm tạo nghiệp uh, đó là tâm chúng sanh uh, mình phải uh, nhớ đến cái hạnh là hướng thượng đi ngược dòng, hành chư Phật cho Bồ Tát, nhường những cái phần tốt, chia sẻ những phần tốt, rồi sẵn sàng giúp họ chịu đựng chịu khổ thay cho họ. Tự nhiên có những cái vấn đề mà đối với Phàm phu chúng ta rất là khó mà chịu đựng nổi hơn thì tùy. Theo khả năng của mình Thì theo cái cách nhận thức của mình Đối với đương nhiên là Người trong gia đình Người bà con quyến thuộc Ruột thịt của mình Nhất là giữa vợ với chồng Giữa cha mẹ với con cái Mình sẵn sàng hy sinh liền Nhưng mà đối với những người Mình nói cái câu là người dân khác họ đó người Rất là khó lòng Nhưng mà giả sử Uh, có ai đó mà họ um, cần mình giúp đỡ hoặc là hoặc là cố tình hoặc là vô uh, ý đó uh, nếu mà mà họ mình nói câu là đổ rác cho mình á uh, uh, là đem những cái điều xấu hay là họ bị những cái sự trắc trở bị khó khăn uh, hoặc là bị cái vấn đề gì mà họ không có giải quyết được đó. Ừ, Họ đổ cho mình à, Khoan nó cái chuyện mà họ nhờ mình à, Hoặc là cố ý Hoặc là vô tình đó, thấy không? Ừ, Nếu mà giả sử Mình nhớ lại ở đây cái hạnh à, Bồ Tát Mình cần làm nào, Mình cần giúp họ nào, Thì chắc chắn mình không có trách cứ họ Không có hờn giận họ Không có thù oán họ Ừ à, À, mà mình càng cảm ơn họ nhờ những cái nhân duyên đó đó à, mà mình mới tạo công đức phước báo cũng như là giúp đỡ họ được ừ, cho nên à, khi mình hiếu được như vậy đó thì lúc nào cũng tăng trưởng công đức phước báo của mình hết à, ừ, à, nên à, khi mà mình làm được như vậy thì từ từ phước à, báo mình đời này qua đời sau được tăng trưởng và cái sự chấp ngã là ngã kiến á từ từ nó giảm dần thì chúng ta nhớ ha đối với chư thánh A la hán á, các ngài do chuyển hóa được sự kiến chấp nên các ngài mới chứng thánh quả A la hán không còn quan trọng chính nhất là không còn sự chấp ngã đó và À, ngay cả đối với những cái vị mà gọi là nhập vào dòng thánh đó như tôi thường trình bày đó là hai điều kiện căn bản một là có niềm tin bất thối chuyển với tam bảo hai là không còn sự chấp ngã thì mới thực sự là nhập vào dòng thánh à, nếu mình chỉ có cái niềm tin bất thối chuyển với tam bảo thôi cũng chưa đủ à, nếu mình còn à, chấp ngã thì mình vẫn còn phàm phu Ừ, nên chúng ta nhớ điều đó hơn ừ, thì nhờ đó mà không có còn bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi nữa ừ, chỉ bước trên con đường thánh đạo mà thôi ừ, thì trong giới bồ tát này cũng vậy đó ừ, thay vì mình à, tân bốc mình lên chà đạp người khác à, con đường bồ tát hạnh nhắc chúng ta dạy chúng ta à, là phải à, Khiêm cung à, là phải À, hỗ trợ khen tặng người khác nhường cho họ việc tốt à, còn mình chịu à, phần xấu từ đương nhiên đối với người đời đó à, có thể họ nói mình ngu à, thì cái chuyện của họ à, mình biết được cái nhân quả à, à, chúng ta nhớ hơn từ cái căn bản à, là à, khi mà mình À, làm những điều lành điều thiện thì đương nhiên mình được cái quả báo lành thiện à, rồi tiến lên một bước nữa à, là mình có sự chia sẻ những gì mình có với người khác à, như trong dân gian có câu hâm của cho là của còn à, của ăn là của mất mình cho ra ngoài chia sẻ với người ngoài chia sẻ với người xung quanh những người có duyên mình đó mình tạo công đức Phước báo cho mình còn cái gì mình tự dùng thì đương nhiên cái phước báo nó hết dần. À, thì Đó, ngay cả dân gian cũng còn nói như vậy. À, đừng lý chi là Đức Phật Ngài lập ra cái à, pháp này, ha. chỉ dẫn chúng ta đi trên con đường này. Mà không phải à, Ngài chỉ chỉ dẫn không thôi và Ngài đã hành trì rồi. Đó, và Ngài đã đi trên con đường đó rồi. Và Ngài đã đến đích rồi. Cho nên ngày mới chỉ lại chúng ta chứ không phải là ngài chỉ nói trong à, gọi là theo lý thuyết mà thôi cho ừ. nên chúng ta phải hiểu rõ như vậy đó à, rồi giả sử như những người khác đó à, chung quanh mình mình thấy họ thường tân bốc bản ngã của họ à, thường nói những lỗi lầm của người khác à, thì sao thì đương nhiên vì họ là Phàm phu là họ có cái tâm thức như vậy, có tâm hẹp hồi, ích kỷ như vậy, có tâm chấp ngã như vậy thì đương nhiên là họ đi xuống thôi, hướng hạ thôi, Đấy không nên mình cần thương họ nữa. Giả sử như chính đối với mình chẳng hạn, họ lúc nào cũng đến với mình với cái tâm niệm là họ khoe khoang những cái điều tốt điều lành của họ những gì họ làm được à, à, hoặc là rồi họ à, xem thường mình chê mình à, mình không có bằng họ vân vân ở đó nhưng ta hiểu đó đó là chúng sanh tâm điểm chúng sanh nó vốn là vậy đó thì đâu có gì để mà mình bực tức đâu đúng không à, cho nên khi mà mình hiểu được như vậy đó thì tự nhiên tâm mình nó an với bằng không nó ồn cái người đó tối ngày tới khoe khoang rồi lại xem thường mình đương nhiên khi mình hiểu được tâm điểm chúng sanh nó nó vốn là vậy thì không có gì để buồn phiền hết trơn á nên nhờ đó đó bất cứ ai mình làm việc với họ mình chung đụng với họ là giao tiếp với họ họ có tâm niệm đó mình càng thương họ nhiều hơn nữa vì họ À, tạo những nghiệp xấu rồi họ đi trên con đường mà hướng hạ vậy nếu mình có duyên à, mình cũng có thể nhắc nhở họ còn nếu không thì thôi à, nên à, nói tóm tắt lại đó à, đối với cái vị mà thực sự mà muốn hành hạnh Bồ Tát không phải chỉ à, à, là trên danh nghĩa à, đắp y cho đẹp à, mà phải à, hành trì à, trong cuộc sống hàng ngày à, mình đã từng hy sinh cho vợ cho chồng cho cha mẹ con cái anh chị em mình rồi thì bây giờ mình mở rộng cái tâm chút xíu thì đương nhiên mình đã hành trì được rồi đó. À, mình trích một cái phần à, tiền bạc của mình ha. À, tiền bạc đó từ mồ hôi nước mắt của mình tạo ra mình trích một phần để mình à, mua à, cá, mua chim, mua ép vân vân mình phóng sanh đó là mình mở được tâm mình một một chút rồi đó mở thêm nữa là cũng dùng cái tiền mà từ cái công sức làm ăn buôn bán Mồ hôi nước mắt của mình á mình giúp cho những người xung quanh những cái người mà có um, tàn gọi là bị tàn tật hay là bị uh, mồ côi vân vân không đó là về vấn đề vật chất và mình mở rộng cái tâm mình từ từ không những là giúp cho họ à, món ăn ha, giúp cho họ có à, quần áo vân vân mình có thể giúp cho họ về Phật pháp chẳng hạn để, để hướng dẫn cho họ từng bước từng bước để họ biết à, niệm Phật biết bố thí cúng dường làm phước đó rồi mở tâm ra thêm nữa không những chỉ cho người Việt mình mà bất cứ ai mình có duyên những người làm trong hãng xưởng, uh, những người mà mình biết. Ha. Ví dụ như ở đương nhiên uh, chiến tranh bên Ukraine ho hoặc là ở bên Mỹ Đủy xa Trung Đông chẳng hạn. Uh, mình mở cái tâm mà mình giúp họ đó thì cũng uh, đó chính là uh, mình hành hành Bồ Tát đó. Đương nhiên trong thực tế thì rất là khó. Ha. Mình có thể mình làm những gì. À, đối với gia đình mình, đối với cộng đồng người Việt Nam mình, hoặc đối với bà con Quyến thuộc mình ở Việt Nam thì nó thực tế hơn phải không? Nó gần gũi hơn, không? thì thôi, tùy theo cái khả năng à, mà mình có thể chia sẻ như vậy hoặc có thể mà giúp đỡ họ, à, nên à, đó mới tăng trưởng cái tâm từ bi, từ bi nghĩa là à, ban vui, cứu khổ à, à, bằng những cái hành động thiết thực đó. À, chứ không phải là chỉ à, nói miệng à, không phải chỉ học à, theo văn tự theo kinh điển theo giới pháp mà thôi ừ, thì à, à, trở lại đó là một vị mà muốn hành thành bồ tát là mình phải làm như vậy đó là mình phải à, giữ gìn cái à, công đức của mình không có à, khoe khoang phô trương không có um, ra vẽ ta đây à, Rồi đối với Những cái hạnh tốt à, Những cái điều tốt của người khác Mình phải tán dương Mình phải à, khuyến khích à, Thì đó mới à, Đúng là mình Đi con đường hướng thượng Đi ngược dòng à, Mình tạo công đức phước báo cho chính mình à, Tạo công đức phước báo à, Cho những người khác à, Thì trong à, Kinh Bồ Tát Giới bồ tát thiên giới có nói đó, giả sử như uh, có một vị nào đó tán uh, thắng mình, uh, đã chứng đắc uh, thập trù, thập la hán vân vân, nếu ngay cả mình im lặng mà nhận lời cũng là phạm tội nữa, nếu mình chưa có chứng đắc đến đó đó. Uh, nên uh, uh, mình phải hiểu ha, mình phải biết được chính mình mình ở đâu cái vai trò mình thế nào, vị trí mình thế nào, chứ không phải là khi mà được người khác tán dương, khen ngợi vân vân, rồi mình chấp nhận, rồi mình lại rơi vào cái bẫy của sự mà chấp ngã, sự ngã mạng đó. Ừ. Thì nói tóm tắt lại làm sao mà mình cố gắng khiêm cung, cố gắng À, 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 khởi cái tâm mà tháng tháng công đức người khác, à, mình chưa bằng không á, à, cái à, nghiệp mà mình tự khen tặng mình để chơi bay à, phá hoại cái pháp lành của người khác á, đó là rất là nặng nề à, nên à, à, nhất là đối với những cái vị mà giảng sư những vị cao tăng, đại đức, những cái vị đang hoàn truyền Phật Pháp, mà giả sử mình khởi cái tâm, hoặc là mình đi chơi bay, uh, um, hủy bán những cái vị đó đó, uh, thì đương nhiên là mình tạo cái nghiệp rất là nặng nề, uh, vì mình cản trở cái sự hoàn dương Phật Pháp của cái vị đó, hoặc là ngay cả những cái vị Phật tử với nhau, uh, vì đó đang uh, phát tâm, mà phóng sanh đi mỗi tháng lần mỗi tuần lần họ đi mua cá mua chim mua ếch vân vân à, ở Houston đó ha? À, mình thấy họ làm những điều làm điều thiện đó mình nên tán tháng nhưng không mình nói ờ à, điên khùng gì mà dùng cái tiền để mà à, mua những con vật đó rồi thả ra hoặc là nói thế này thế nọ đó khiến cho họ bị thối thất à, cái việc mà tu tập Ví dụ như Thay vì khuyến khích với Phật tử với nhau Mình đến chùa Phật giác Để mình niệm Phật Cùng nhau niệm Phật 24 tiếng đồng hồ chẳng hạn Hay cùng nhau Tụng kinh hoa nghiêm chẳng hạn Mà mình lại Chê trách Mình lại nói ra nói vô Khiến cho những người xung quanh Nhất là những vị Phật tử thuần thành Họ ngại Đến chùa là không có dám đến chùa hoặc là không có còn muốn uh, đến tham gia những hội đó 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 mình tạo cái nghiệp xấu ha? mình cản trở cái sự tu tập của họ uh, tự nhiên cái nghiệp là rất là nặng ha còn ngược lại đó mình khuyến khích họ uh, Dựng những cái pháp hội như vậy hoặc là mình khuyến khích họ ở nhà uh, tu tập từ buổi sáng buổi tối có những công phu tu tập đàng hoàng ha? rõ ràng rồi mình chia sẻ với họ đó là cũng tạo công đức phước báo cho mình đúng không ừ. nên uh, trong uh, cuộc sống hàng ngày uh, cái vấn đề tu tập chúng ta đó uh, nếu hiểu rõ đó thấm thấu đó, thì cái việc mà mình tạo công đức phước báo đó, là um, rất là dễ dàng uh, đương nhiên nếu không biết á uh, thì uh, như kinh địa tạng có nói đó là từ À, bước chân từ cái à, à, hành vi cử chỉ lời nói của mình đều tạo nghiệp hết trơn à, tạo nghiệp xấu đó và ngược lại nếu mình có cái tâm thức lành thiện à, không có khen mình chê người không có tân bốc mình lên không có chà đạp người khác à, lúc nào mình cũng khiêm cung à, và lúc nào mình cũng sẵn sàng tán dương khuyến khích à, hoan hỷ những cái hạnh lành thiện người khác thì chắc chắn là mình sẽ tạo công đức cho mình vì nhờ mình khuyến khích họ tu tập nhờ mình khuyến khích họ bố thí cũng dùng làm phước mà họ làm thêm thì đó mình cũng hưởng được cái phần nào cái công đức đó phải không ừ. à, nên chúng ta thấy đó hông à, cái việc mà tạo công đức phước báo không phải chỉ vấn đề làm mình bố thí À, cũng dường làm phước không thôi nhưng những cái lúc mà mình khuyến khích người khác à, 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 hỗ trợ người khác bằng lời nói à, bằng hành động cử chỉ rồi cũng là tạo công đức cho mình à. ừ, nên khi hiểu được như vậy đó là lúc nào mình cũng tạo những cái điều lành điều thiện cho mình hết tạo công đức lành thiện cho mình hết à, rồi, rồi kế tiếp á tôi cũng xin nói thêm một phần nữa làm trong kinh vui và Bồ Tát Giới bổn có nói đó có bốn cái nhân duyên không có vi phạm cái điều giới này điều giới là khen mình chê người là thứ nhất là vì muốn hàng phục tà thuyết của ngoại đạo hiện dương chánh pháp của Đức Phật đó là cái mục đích chính đương nhiên chúng ta thấy đó không À, mình nói tà thuyết tà đạo hoặc là mình nói ngoại đạo thì à, ngoại đạo cứ là ngoài tâm mà cầu pháp, ừ. à, họ mong cầu một cái đấng nào đó à, cứu rỗi họ, rồi họ không có à, Màn cái lý nhân quả, nó muốn ăn thịt chúng sanh muốn làm gì đó, rồi họ lại đi nó làm người ta hay đối tội vân vân thì mình nói nói đại khái thôi lắm, à, à, tự nhiên độ trái với cái liên nhân quả thì chúng ta thấy đó ha? À, Đức Phật ngày dạy rất là rõ, rất là kỹ, à, nhất là trong kinh Niệm à, Phật Ba La Mật á, à, có cái mười loại tâm, cũng tôi thường trình bày đó, à, cái tâm đầu tiên gọi là tính tâm, mà trong tính tâm đó đó, trước khi mình tin vào nhân quả. Xin lỗi, trước khi mình tin vào tam bảo, mình phải tin nhân quả. À, ai mà tin tam bảo mà không có tin nhân quả thì, thì đương nhiên à, tạo nghiệp xấu rồi cũng đi lọ lạc, đúng không? Nên á, Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh đó rất hơi rõ ràng, mình phải tin lý nhân quả trước à, rồi tin tam bảo, đúng không? À, vì nhân quả đó là cái nền tảng căn bản à, cho cái uh, cuộc sống của mình, cái phước duyên của mình. Nếu mình tin được cái lý nhân quả thì chắc chắn mình sẽ tin thâm sâu về tam bảo, về đức Phật ngài à, đấng đại giác Ngài thành Phật rồi đó, là cũng từ ngài dựa vào cái lý nhân quả mà ngài tu tập. À, tự nhiên có cho ra có cái Phước báo à, tạo luôn là hai người khác thì chắc chắn mình tạo nghiệp xấu à, rất là rõ ràng rất là dễ hiểu à, trong kinh điển à, của Phật à, trong những lời Phật dạy bàn bạc cái lý nhân quả này à, Tại sao mà nói là giáo lý của Phật à, ba đời đều lành thiện quá khứ đều lành thiện hiện tại đều lành thiện tương lai cũng đều lành thiện từ đó mà rõ ra từ cái lý nhân quả mà ra là chưa bao giờ không bao giờ mà Đức Phật ngài dạy chúng ta à, giết hại chúng sanh thế này thế nọ. À, trong kinh điển Nam tông, Bắc tông vân vân chưa bao giờ có một cái câu một cái điều đó. À, nên đó là cái nền tảng căn bản của đạo Phật của cái người mà theo đạo Phật. Ừ, cho nên ở đây đó à, trong vui giờ với bổn đó, dù giờ Bồ Tát Giới bổn có nói là vì muốn hàng phục tà ma ngoại đạo cho nên mới hiển dương uh, giáo lý chánh giáo của Đức Phật Cho nên mới đem Phật pháp so sánh cùng ngoại đạo như vậy à, à, chúng ta thấy nhưng nói về thực tế phải không à, những cái buổi lễ uh, của Đạo Phật chúng ta uh, lễ Phật Đảng, Vu Lan lễ lớn lễ nhỏ gì đó không chúng ta nói là những cái lễ ở chùa đó thì chưa tăng chưa ni ha à, điều khuyến khích chúng ta bố thí cúng dường, làm phước phóng sanh vân vân à, đương nhiên những cái ngôi chùa bất tông chưa bao giờ mà có cái chuyện mà um, à, làm giết hại chúng sanh không à, còn đối với những uh, buổi lễ của những tôn giáo khác ha, thì đối với chúng sanh họ ăn uống uh, là chuyện bình thường À, đó là điều rất là rõ ràng như chúng tôi trình bày đó vì đạo Phật dựa vào cái lý nhân quả làm chính mình có tin lý nhân quả thì mình mới tin được lời Phật dạy tin tam bảo cho nên vì muốn hàng phục tà thuyết của ngoại đạo phải so sánh như vậy Đến chi những người mà có duyên với tam bảo hay những người không có uh, hiểu gì về đạo Phật hoặc là họ hiểu về một phần nào hoặc là họ cũng có thể thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày cái cách sống cách cư xử của người Phật tử đối với những người um, theo những tôn giáo khác thì họ um, có thể cảm mến rồi từ từ họ bước vào đạo cho nên điểm chính uh, trong cái quyển này Duy và Bồ Tát Giới bổn nói rằng là vì muốn hàng phục tà thuyết của ngoài đạo cho nên mới hiển dương uh, chánh pháp À, vì hiển dương chánh pháp chúng ta hiển dương chính mình không có à, khen tặng chính mình cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó không rồi thứ hai vì muốn duy trì thánh giáo của như lai à, mà mới đem Phật pháp so sánh với những cái pháp của ngoại đạo nói rõ những cái lợi lạc cho chúng sanh cho người khác nghe à, nói rõ những cái tài thuyết của ngoại đạo làm cho chúng sanh bị trầm luân à, khổ đau thế nào đó. nên khi nói như vậy đó thì không có phạm cái giới này vì mình muốn duy trì thanh giáo mình muốn cho những người xung quanh những người có duyên họ biết được cái giáo lý hướng thượng cao siêu của đạo Phật cái giáo lý Tin về lý nhân quả vân vân để cho giúp những cái người có duyên họ không có tạo nghiệp không có À, giết hại con vật này con vật nọ à, không có giết hại với nhau à, không có làm khổ à, với nhau bởi chính bản thân họ không có tạo nghiệp xấu để họ tạo à, để họ bị Đỏ lạc trong ba đường ác đó không à, điều thứ hai vì muốn duy trì thánh giáo của đạo Phật như vậy rồi thứ ba vì muốn cho À, những người theo ngoại đạo đó xa lìa những cái pháp tà ác mà họ hướng về à, thiện hạnh của chánh pháp của Đức Phật à, nên mới so sánh như vậy à, thì đương nhiên là mình cũng phải nên khéo léo à, trong những cái lúc mà mình giải thích cho họ nghe chứ không phải là mình nói thẳng à, không phải mình nói um, trực tiếp À, chê bai trực tiếp không Để theo cái duyên đây ví dụ như đối với bản thân chúng tôi khi mà dạy đạo Phật trong những trường đại học á, thì những cái điều này là những điều rất là tế nhị thấy không mình chỉ nói à mình chỉ trình bày những cái điểm à, mà đạo Phật đem lại cái lợi lạc cho à, chúng sanh ha, cho con người trên cái quả đất này à, à, mình chỉ nói những điều đó thôi. Còn cái chuyện mà các em á, các em sinh viên muốn so sánh không có chuyện quyền của các em khi ra ngoài public, khi ra ngoài công cộng nhất là dạy trong những trường đại học á phải rất là cẩn thận với những cái vấn đề này. Bằng không là họ sẽ nói mình chê bai, trách cứ những cái tôn giáo khác, đúng không? Thì đối với quý vị cũng vậy giả sử khi mà đi làm ăn buôn bán mà gặp những người xung quanh những người mà theo những tôn giáo khác á mình cũng phải nên khéo léo không? chứ đừng có mà quá thẳng thừng rồi sinh ra những cái chuyện mà xích mích trong cái việc làm ăn buôn bán hay là cái tình cảm hay là cái sự giao tiếp với nhau không Ừ. À, nên mình hiểu hiểu ở đây chúng ta học đây là đa số hay tất cả chúng ta là Phật tử thuần thành thì chúng ta hiểu rõ điều này nhưng mà khi mình à, đối nhân xử thế đó à, thì đối với những cái người nào mà họ sẵn sàng nghe chúng ta thì chúng ta nên giải thích nên nói à, nó một cách khéo léo à, à, nếu cách mà có sự tôn trọng họ chứ không phải nói À, có cái vẻ là xem thường họ chà đạp họ không? Ừ, nên à, cũng cùng cái vấn đề đó nhưng nếu chúng ta biết cách nói khéo nói thì họ sẽ tin à, sẽ chấp nhận nhưng nếu chúng ta không có khéo nói đó à, tiếng anh gọi là backfire nó à, ảnh nó phản ứng ngược lại à, rồi có những cái nghịch chuyên với nhau thì không có nên đúng không? rồi cái điều thứ tư á vì muốn cho những người ngoại đạo cùng những người mà chưa khởi tính tâm thanh tịnh đối với Phật pháp á khiến cho họ phát khởi tính tâm thanh tịnh á à, à, mình giải thích những cái điều lành thiện những cái lịch, à, thực tế à, cao cao siêu của đạo Phật như vấn đề hình quán chẳng hạn À, hay là tinh lý nhân quả chẳng hạn à, hay là giúp những người nghèo khó vân vân à, mình cố gắng mình giải thích cho họ để cho họ từ từ à, cởi mở cái tâm họ ra rồi từ từ họ à, phát tâm à, à, ít nhất là là tin Phật à, tin những lời Phật dạy rồi từ từ từng bước đó, mình hướng dẫn họ vào à, đạo à, quy Tam bảo À, thì bên chúng tôi chắc quý vị cũng biết á với những phật tử người Mỹ á chúng tôi cũng phải rất là khéo léo nhất là trong cái vùng lưu Kentucky thức khi này đó đa phần là họ theo những tôn giáo khác mình cũng phải giữ cái duyên giữa mình với họ đôi khi cũng phải cần cái sự hỗ trợ của họ và đôi khi mình cũng phải có sự hỗ trợ họ nữa Ừ, cái gì cũng vậy đó, nó cũng hai chiều ảnh hưởng hai chiều à, chứ không phải là một chiều à, mình có giúp họ mình hỗ trợ họ họ mới giúp mình họ mới hỗ trợ mình à, nên chùa à, chùa tôi bên đây đó thỉnh thoảng cũng có à, những người khác tôn giáo họ đến um, trao đổi rồi sắp tới đây nè qua tháng tư à, khoảng giữa tháng tư tôi cũng Uh, uh, để cho họ có một cái tổ chức gọi là interfaith, interfaith có nghĩa là um, interfaith discussion, interfaith um, uh, conference uh, là chia sẻ liên tôn á, huh? uh, uh, cũng tạo điều kiện cho họ như vậy để ít nhiều gì, họ có cái uh, thiện cảm đối với đạo Phật, huh? thì nói tóm tắt lại uh, là đó là những cái điều mà uh, trong cái quyển uh, du già bồ tát giới bổn uh, có dạy đó bốn uh, cái điều thứ nhất muốn hàng phục tà thuyết ngoại đạo uh, hiện dương chánh pháp ha? điều thứ nhất vì muốn uh, duy trì thánh giáo của như lai đó là điều thứ hai điều thứ ba là vì muốn cho ngoại đạo xa lìa những cái pháp tà ác uh, mà họ đang theo để họ quay trở về với thiện hạnh chánh à, pháp của Như Lai Và điều thứ tư à, Vì muốn cho hàng ngoại đạo cũng, người, cũng như là những người Mà chưa có phát tâm um, Thành tính Đối với Tam Bảo Khiến cho họ phát Tính tâm thanh tịnh đó Đó là bốn cái trường hợp ngoại lệ Nói chung là vì pháp chung không phải là vì mình à, vì muốn duy trì muốn sử dụng chánh pháp à, muốn đưa những người đi lạc à, à, theo những tà đạo tạo pháp trở về với tam bảo trở về phật pháp mà mình mới so sánh được như vậy à, chứ không phải là so sánh không phải là chà đạp người khác tân bốc mình lên à, đó là những cái điều ngoại lệ những trường hợp ngoại lệ cũng có thể làm được như tôi nãy vừa trình bày đó những khi mà chúng ta à, giao tiếp với những người theo những tôn giáo khác đó, thì đương nhiên mình phải khéo léo để mà khuyến khích họ ít nhiều về là tin lý nhân quả khi mà họ có cái niềm tin đó rồi từ từ à, mình dùng những cái phương tiện à, để mà mình dẫn dắt họ nếu họ tin mình nếu họ thương mình, nếu họ mến mình, còn nếu họ không có tin, không có thương, không có mến, không có duyên thì thôi, cái chuyện duyên nghiệp của họ họ phải tự lãnh chịu. Nhà thôi, ha. À, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Thì nói tóm tắt lại trong cái bài pháp này, phần đầu chúng tôi cũng xin nhấn mạnh lại, xin quý vị nhớ chúng ta có phước duyên lớn lắm, chúng ta mới gặp được Phật pháp, mới biết được cái hạnh Bồ Tát này biết được cái giới pháp bồ tát này nên chúng ta nên cố gắng mà mở cái tâm mình ra cố gắng mà hành trì trong cuộc sống hàng ngày ứng dụng điều mà chúng ta đang học nhất là cái giới pháp bồ tát này trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta mới thấy rõ được cái lợi lạc thiết thực lợi lạc lâu dài của cái hành Bồ Tát của cái giới pháp này rồi kế đến khi chúng ta hiểu cũng có những cái trường hợp đặc biệt là vì muốn hoàng dương chánh pháp muốn bảo vệ chánh pháp muốn giúp những người theo tà ma ngoại đạo trở về với chánh pháp muốn cho tâm họ được lành thiện giúp cho họ trở về với tam bảo thì mình À, có thể so sánh, có thể mình giải thích cho họ bằng những cái phương tiện khéo léo à, thì không có phạm vào cái giới này và đương nhiên à, mình hiểu rõ đối với những người phàm phu và đương nhiên chính bản thân chúng ta cũng vậy à, còn khởi cái tâm à, khen tặng mình, Tân bốc mình lên mà chà đạp người khác là còn tạo nghiệp xấu. À, sẽ đi xuống đi xuống ba đường sáu đó hăng và thôi chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp dạ yeah. nam mô bổn sư Đích ca mâu ni phật